Em chào chị Nay Xà Vũ nhé, lâu quá không rảnh, chúc chị sức khỏe. Chúc Kimi Trăng cũng thế nhé. Chúc tất cả các bạn đều luôn luôn vui vẻ, khỏe mạnh. Vào đây nghe chuyện, nói chuyện cho nó vui. Trong cái mùa cách ly này ở bên Úc này, cách ly hàng 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 hàng, hàng bao nhiêu năm, bao nhiêu lâu rồi. Người ta nói là lâu nhất thế giới luôn, chứ không phải lâu nhất ở cách ly đó, bị lockdown đóng cửa là lâu nhất thế giới. Tại sao mình chơi ở trên mạng này mấy chục năm rồi không có đứa nào mà nó chửi được mình nhiều như như nhiều người ở trên này. Đó, tại vì những cái chuyện vớ vớ vẩn vẩn hay là chuyện riêng tư hay là cái chuyện ở Việt Nam mình không có bao giờ mình để ý, mình dây vào làm cái gì các bạn. Chỉ có cái chuyện là nó không liên quan gì đến cá nhân của ai ấy, thì mình nói chuyện thôi. Những cái người như là mình không có hội nhóm nào hết, không có bênh ai mà cũng chẳng có gì hết, cứ cái bọn ba que mấy những cái gì mình chửi ba que là mình chửi ba que, hoặc là mình nói vu vơ ở trên này thôi. Thì còn những cái chuyện chẳng hạn như phe này nhóm kia mà cãi nhau hay là không đồng ý với nhau hay là không bao giờ mình dính vào, không bao giờ mình về phe của người nào hết, mà cũng không có thân thiết lắm với bất cứ một ai ở trên cái mạng này. Mà thật thực tế là trên cái mạng Facebook của mình không có người quen của mình ở Úc này đó, cho nên là nó bớt đi được cái thị phi, nó đỡ lắm chuyện các bạn. Chơi ở trên này chơi cho vui thôi. Facebook nó giống như cái chợ ấy, mình đi ra chợ mình gặp cái bà bán rau bán này bán kia, hello chào hôm nay khỏe không, hay là gặp người nào đó hello vui vẻ cho nó thoải mái. Cuộc sống này mình đâu có phải là cái trên cái mạng này nó là cái gì của mình, nó cần thiết lắm cho cái cuộc sống của mình hàng ngày đâu. Gia đình mình mới là cái thực tế thứ nhất. Đúng không? Cho nên là những cái thử mình lên trên này mình cũng có học hỏi được nhiều thứ. Những cái gì mà nó tốt cho mình thì mình học, mình chia sẻ. Chẳng hạn như là nhiều cái mình lên đây mình không biết về những cái đất nước cái gì Taliban hay là cái gì ấy, mình thấy cái người đó nói chuyện về cái những cái đất nước đấy thì mình chia sẻ cho các bạn nghe, hoặc những cái luật pháp ở bên này nó như thế nào rồi cuộc sống nó làm sao thì mình được chia sẻ. Còn những cái mà vớ vớ vẩn vẩn cái chuyện cãi nhau chửi nhau người này chửi người kia mình không bao giờ mình xen vào, đúng không? Mà cũng không có ăn nói bậy bạ, tại lớn rồi chửi nhau lên đây là được cái gì đâu, đúng không? Thật sự mình có chửi như thế nào thì con cái mình nó cũng chẳng biết, nó cũng chẳng hiểu, nhưng mà mình không làm như thế. Đúng rồi chị, em sợ thị phi. Đúng rồi, ví dụ như là mà từ ngày có Facebook đến giờ mình chửi bọn ba que trên này chửi như như gì á, để vạch ra những cái thực tế ở bên này. Bọn ba que nó làm gì được mình đâu, chả làm gì được cả. Mình chửi thì mình cứ chửi thôi, chửi đúng mà nói đúng không. Còn những cái chuyện riêng tư cá nhân của người ta kệ người ta. Chia sẻ cái gì lợi về quê hương mà bạn bè vui vẻ, đúng rồi. Ví dụ như chuyện cuộc sống mình sống ở bên này á, có cái gì mà Việt Nam mà người ta chưa hiểu thì mình nói ra. Chẳng hạn ấy, hôm nay mình đi đổ xăng, đi đi vào xăng là 19 đồng mấy, nó cũng thu mất 1 đồng 70 mấy đồng, 1 đồng 70 mấy sen tiền tiền thuế đó. Nhưng mà nhiều người ở Việt Nam lại nghe cái bọn ba que xỏ lá là bên này không đóng thuế nhưng mà phải trả tiền tiền thuế cái gì đấy, thuế giá trị gia tăng ấy, bên này cũng phải trả chứ, đúng không? Mình để lấy cái receipt cho mọi người xem.
này. Hôm nay ở bên này gió cực kỳ to các bạn. Gió to lắm, nó vù cho nên mình phải đội cái mũ này, không phải tóc nó trồng ngược lên trời. Đây, mình mới vào xăng 19 đồng, vào 20 đồng, nhưng mà nó giảm cho mình 50 mấy sen. Đây. Tại vì mình mua ở cái tiệm của nó, mua đồ ở cái tiệm của nó. Xong rồi còn 19 đồng. Người nói là có thể là người ta không thích thì người ta cho là con này nó điên. Không sao. Điên cũng được đâu, sao đâu. Buồn thì lên đây nói, ai thích nghe thì nghe, không thích thì thôi. Mình không có tài ăn nói, mình không phải là lên đây khoe cái này khoe cái kia. Ví dụ như làm cho nó rõ đẹp, mình không cần phải màu mè cái gì để khoe cho nó rõ đẹp ở mặt lên đây, lúc nào cũng làm cho nó đẹp, và sau cái lúc người ta ra ngoài đời ấy, người ta gặp mình nó trông như con ma. Thực tế thì, đúng không? Nhiều khi mình cứ thấy mấy nhiều người nên khoe, tôi quen ông này, tôi quen bà kia, rồi bạn tôi nhà giàu lắm rồi thế này thế kia, để làm cái gì vậy? Giàu thì sao mà nghèo thì sao? Quê không, chả thấy ai bao giờ khoe là tôi quen cái ông kia nghèo lắm bao giờ cả. Chỉ thấy khoe là bạn tôi cái thằng đó giàu lắm, cái con đó giàu lắm rồi, đi xe này xe kia, hay là rồi giàu có lắm, hàng bao nhiêu tỷ trong ngân hàng hay là cái gì, người ta có cho mình không? Đó. Thử đi vay tiền người ta đi xem có được không. Giàu thì làm cái gì, người ta giàu người ta cũng đâu có cho mình, người ta cũng nuôi mình đâu mà khoe làm cái gì. Mình sống thực tế với cuộc sống của mình, lo cho cái gia đình của mình, lo cho cái cuộc sống của mình, khoe khoang làm cái gì. Khoe cái ông tướng này ông tướng kia, đi ra ngoài đường gọi phone ra vẻ ta đây quen ông công an này, quen ông công an kia để cho ông giúp cho, để làm cái gì đấy. Cái thánh tướng ở ngoài Hải Phòng hay có cái câu ấy, bố cái thằng ấy, thánh tướng ra vẻ ta đây, thực chất những cái thằng khoe ấy là những cái thằng hèn mọn nhất. Cái chủ yếu là người ta tôn trọng mình, người ta coi mình là cái gì, cái đó mới là cái quan trọng. Bạn bè hay gia đình như là cái gì cũng vậy thôi. Người ta giàu là cái chuyện của người ta, mà những cái người giàu ấy, người ta phải như thế nào người ta mới giàu được chứ. Người ta phải tính toán để lao động thể xác, còn lao động chân tay, còn lao động đầu óc nữa. Chả bao giờ thấy ai lên đây khoe với tôi, quen cái ông nghèo ơi là ông nghèo, cái quần không có mà mặc. Mà lại là nhiều người hiểu sai cái từ giàu vì bạn, sang vì vợ. Không, cái giàu vì bạn á, đôi khi nó như thế này nè. Chẳng hạn như là mình quen người này người kia, xong người ta có cái câu chuyện của người ta kể ra, bắt đầu mình rút kinh nghiệm từ những cái người bạn đó,
hoặc có những cái thứ mà người ta biết mình không biết, mình học hỏi từ những cái người bạn đó. Thực tế là ngày xưa mình chưa bước ra ngoài cuộc sống nhiều, mình không hiểu gì nhiều về cái cuộc sống, về cái mưu mô mánh khóe hay là cái cách sống ở cái đất này. Đến khi mình bước ra ngoài, mình quan hệ, mình quen người này người kia, thì mình hiểu được thêm nhiều cái mánh khóe của cuộc sống. Thì mình từ những cái đấy mình cũng hiểu ra và mình áp dụng nhiều trong cái cuộc sống của mình, thì mình cũng có rất là nhiều cái lợi, thấy không? Tại vì mình những cái đó là mình học từ những cái người đó, mình quen biết, bạn bè chẳng hạn vậy. Cái đấy áp dụng cho cuộc sống của mình, có lợi cho mình. Cái đó là giàu vì bạn, sang vì vợ. Giống như là người vợ đi ra ngoài đường biết cách ăn mặc, rồi biết cách ăn nói, rồi biết cách này kia các thứ, đối đáp xử, đối xử với lại người chung quanh, thì là cái đó là sang vì vợ. Vợ thì đầu óc xù xòa nên ăn nói thì che thé ra, xong chồng ngồi đâu bắt đầu nói giống như chửi á. Ví dụ mình á, mà chồng nó nói cái gì trước mặt mọi người mà mình không hài lòng á, mình không có mặt nặng mày nhẹ ngay lúc đấy, đúng không? Mình phải khéo léo là mình đi về nhà chẳng hạn mình mới nói, hoặc là mình cãi nhau hay là chửi nhau cái gì, cái chuyện đấy là chuyện ở nhà mình, còn trước mặt bạn bè của chồng mình hay là của mình tôn trọng với người chồng mình, đúng không? Mình giống như là một cô gái thủy mị lét ra ngồi bên cạnh á, cười, biết ăn, biết nói, biết cười, biết đùa vui. Cái đó là sang người vợ. Thì người chồng người ta cũng được vui. Chẳng hạn đi ra ngoài, nhiều khi mình trải chuốt hay là đi đâu ông chồng mình ông chờ, hay là ông mà không được hài lòng thì mình bảo là cái này là tôi làm đẹp cho ông chứ đâu phải làm đẹp cho tôi đâu. Ông có muốn tôi đi ra ngoài đường ấy, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì sọc sạch, xong rồi ăn nói thì thô lỗ, ông có thích như vậy không? Đây là tôi làm đẹp cho ông ấy, đâu phải làm đẹp cho tôi đâu. Đúng không? Cái đó là sang về vợ. Đấy, người chồng người ta cũng vui. Khi mà đi ra ngoài ngồi cạnh chồng nói chuyện với bạn bè, chồng chưa nói, vợ đã toang toác nói trước rồi. Đó vậy. Thì cái đó là sang vì vợ. Còn thực tế là giàu vì bạn là đúng đấy các bạn. Nhiều khi mình đi ra ngoài cuộc sống ngày xưa mình chả biết cái gì cả. Nhưng mà khi mà mình quan hệ với người này người kia rồi cuộc sống mình phải tỉnh táo lên nữa. Đúng không? Mình mà không tỉnh táo ở bên này nó cũng đưa mình đi vào cái con đường gì gì rồi. Đó. Cái loại người gì mình cũng biết. Mình cũng chơi hết. Thực tế là bên này cái người gì mình cũng chơi, nghèo hèn hay là húng hách hay là xã hội đen hay là cái gì mình cũng trải qua hết rồi. Mình cũng chơi hết rồi. Nhưng mà mình phải tỉnh táo. Chứ không mình rất dễ bị người ta đưa mình vào cái con đường hư hỏng. Chọn đấy, Lê Trà Vũ. Thank you. Nói chơi cho nó vui, chị em, anh chị em rồi đó, chia sẻ cái cách sống cho nhau. Đấy là chơi ở Facebook. Còn ba cái chuyện chửi nhau ở trên này nó đâu có liên quan gì đến cái cuộc đời của mình hàng ngày đâu các bạn. Cho nên là mình, tất cả mọi người, những cái người mà mình lớn rồi, đâu phải còn nhỏ đâu, biết cái gì đúng, biết cái gì sai mà. Cái gì mình nói được, cái gì mình không nói được. Còn cái bọn mà nó kiếm tiền thì khỏi nói đi. Nó lên Facebook rồi nó chống phá, rồi nó lấy tiền của bọn hải ngoại hay là những cái thằng báo đài gì đó. Bây giờ ví dụ nhá, mình làm ăn tử tế thì có cái chuyện gì ở Việt Nam thực tế mình đưa lên mình nói thì nó là khác. Nhưng mà cái thằng mà nó gửi về 100 đồng, nó kêu mấy cái thằng kia cầm một cái tờ giấy đứng ra ngoài đường hay là cái gì nó lại khác. Đúng không? 100 đô ở bên này đối với Việt Nam rất là lớn. Cho nên nó lấy những cái đó để nó làm những cái chuyện của nó ở bên này để nó kiếm tiền, nó lại khác. Đó, những cái thành phần đó khác.
Còn mà chơi mà không có cái mục đích gì ấy, nó khác. Chia sẻ với nhau, với mọi người trong cái thời gian này. Còn nó mỗi người làm đều có cái cách của người ta làm hết. Cho dù những cái người người ta ở Việt Nam người ta như thế nào đấy là cái chuyện của người ta. Đúng không? Người ta có cách của người ta. Nhất là những người có tiền người ta không có ngu. Người ta khôn người ta mới có tiền. Mà khi đã có tiền là người ta biết cách để bảo vệ cái đồng tiền của người ta. Người ta không có ngu. Đúng không? Ngu là những cái người mà thiếu hiểu biết rồi làm những cái công cụ để cho nó chúng nó sử dụng, nên người ta mới có cái câu là người khôn ra lời, người dại ra tay. Đúng không? Cái thằng khôn ấy, nó xúi 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 nó muốn cái nó ghét cái thằng kia gì, nó xúi nó mà đánh bỏ mẹ nó đi cho tao này kia các thứ, nó không có ra tay. Nên nó ra tay thì nó bị bắt, nó bị đi tù. Nó khôn nó ngồi nó dặn nó nói nó kích động. Còn những cái thằng mà ngu á, nó làm những cái chuyện, những cái thằng khôn nó xui mình, nhớ không? Cho nên mình phải tỉnh táo trong cuộc đời này, cuộc sống này, mình đừng có vì phút bốc đồng ngàn năm bốc cúc. Lại tiền của ba que hải ngoại à? Không, bạn nào mà thấy thích nghe thì vào đây tào lao với nhau cho nó vui, có cái ý kiến gì thì cứ đưa ra. Thế rồi tuyệt vời. Thế mà không bị chồng ra là cái gì, cái chuyện nó xảy ra đâu có ai muốn đâu các bạn, chẳng may thôi. Như bây giờ chửi nhau thì cũng chả có làm được cái gì cả. Nó chưa xảy ra thì mình phải tìm cách mình đề phòng. Còn khi nó đã xảy ra rồi thì tìm cách để mà giải quyết. Đúng không? Tiền, cái gì mà dùng tiền để sửa được á thì không phải là vấn đề. Chứ bây giờ con cái mà bị nó chém cho bẹt mặt ra thì cái những cái đấy mới là cái mà mình đáng suy nghĩ thôi. Thế thì mình làm cha mẹ thì phải phân tích hơn thua đúng sai để các con nó thêm kinh nghiệm sống, mà rút kinh nghiệm thì hay hơn. Nó cũng thời đó nó 21 tuổi rồi. Mình không nói nó mới suy nghĩ. Chứ mình nói nhiều quá nó thấy nó muốn nghe nữa các bạn. Nó mình không nói để tự chúng nó hiểu. Con mình á, ngày xưa mình bị bố mẹ mình chửi bao nhiêu thì bây giờ mình không chửi con mình bấy nhiêu. Mình chả những cái lúc mà nó làm cái gì sai mình chỉ an ủi nó thôi chứ mình cũng chẳng chửi nó. Nhiều khi ông xã mình ông còn còn nóng tính hơn mình, ông còn chửi nó hay ông còn tức, chứ mình không hề tức đâu. Nhưng mà chuyện nó xảy ra rồi chửi nó cũng chẳng nỡ giải quyết được cái gì. Tự nó hiểu thôi, tự nó chơi với bạn bè, hoặc là thằng con mình, thằng út này nó mới cái thời gian nó mới lớn á, nó đi ra ngoài nó chơi, rồi nó bố nó chiều nó mua cái iPhone mới nhất cho nó, xong rồi đi ra bị cái bọn ấy cướp, xong nó đánh cho một trận rộng cả một cái răng ở lên. Mình bảo thằng này phải để cho người ta đánh, phải như thế thì nó mới học được cái bài học. Chứ bây giờ mình nói nó không nghe các bạn. Cái bọn trẻ bây giờ nó là như vậy. Bố mẹ nói nó coi thường bố mẹ. Tại vì chúng nó ở đây, chúng nó ăn học đầy đủ, chúng nó ra ngoài đời nó vẫn khôn hơn mình. Nhưng mà nó mình nói nhiều nó không nghe đâu. Nó coi thường mình. Mình không nói, kệ nó. Nói cũng nói nhưng mà nói ít thôi. Nói một hai lần thôi. Không có ngày nào cũng nói hết, rồi ngày nào cũng chửi, mình không có cái tính như thế. Kệ. Những cái gì xảy ra nó là cái bài học cho chúng nó. Mình bảo cái thằng này phải để cho người ta đánh nó thì nó mới hiểu được. Nhưng nó ra ngoài đường nói nó không nghe, rồi nói bảo mày đừng có làm như thế, đừng có đi chơi nhiều ấy. Là ngày xưa mình còn, hồi nó bé đó mình biết cái tính nó như thế, mình vẫn cho nó đi chơi, nhưng mà mình bắt nó là phải ghi vào
mấy giờ con về. À, bây giờ 11 giờ gì? 11 giờ xong bắt đầu cho sang nhà bạn chơi bao lâu? Sang chơi 1 tiếng thì 2 tiếng thì con muốn chơi bao lâu? Xong con mỗi 1 tiếng con phải trở về nhà. Con lại ghi xuống là mấy giờ con đi đến mấy giờ con lại về. Cho đi chơi mệt nghỉ nhưng mà phải quay về 1 tiếng phải quay về nhà. Ghi xuống giấy. Tại mình biết tính nó mải chơi lắm. Nó đi chơi từ sáng đến tối, nó không cần biết là bố mẹ lo no hay cái gì. Xong mình phải giải thích cho nó là hồi đó nó bé, nhưng mà mẹ không phải là, nó bảo là con không thích cái luật của má, của mẹ. Cái luật của mẹ chả giống ai cả. Con đi mà cứ bắt con chạy về để ký giấy. Mà không phải là cái luật của mẹ mà là do con. Tại con đi chơi từ sáng đến tối con không về, mẹ không biết con ở nhà nào, đúng không? Cho nên mẹ mới phải làm như thế. Còn con đi chơi cũng được, nhưng mà con phải cho mẹ biết là con đang ở nhà nào, rồi chơi đến bao giờ về con phải về, để cho mẹ biết là con vẫn còn tồn tại. Nói với nó như thế, phải giải thích với nó như thế. Thế mà cũng không được đấy các bạn. Đấy là lúc nó bé đấy, là nó cũng làm như thế. Nhưng mà đến khi nó lớn thì nó vẫn thích đi chơi. Đi chơi rồi á, bị người ta đập cho một trận á, bây giờ sợ rồi. Bây giờ nó cũng bị cái sự ám ảnh ấy. Nhưng mà nói nó là cái thằng cứng đầu, nó nói nó không nghe, bây giờ phải là kệ nó thôi, để cho đời nó dạy. Đúng, mình chỉ an ủi và nói một lần thôi thì hay hơn. Đúng rồi, tại mình đã từng trẻ qua rồi. Cái thời mình còn nhỏ cũng vậy, mình đâu nghe bố mẹ mình đâu. Nói thẳng ra một câu vậy, mình lấy những cái kinh nghiệm của bản thân mình ra để mình nói chuyện với con thôi. Cái thời đó mình đâu nghe bố mẹ mình đâu. Suốt ngày ra ngoài cửa bố chửi, mẹ chửi, gọi về không về là chửi từ đầu xóm, cuối xóm cũng nghe thấy. Đó, cái cách của những ông bà Việt Nam ở Việt Nam là như vậy. Thì mình không thích những cái đấy thì mình không làm với con mình như thế. Ok, vậy đi các bạn. Tâm sự đến đây thôi. Hết rồi. Chuẩn đấy. Mỗi người một cách suy nghĩ, mỗi người một cách dạy con cái, chả ai giống ai cả. Mà mình không nghĩ người khác là không đúng. Không đúng với con mình, nhưng mà lại đúng với con người khác. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Nhưng mà ai có cái gì thì chia sẻ với nhau thôi. Ok, bye bye. Chúc mọi người vui vẻ nhá. Giữ gìn sức khỏe. Bye.